sau 30 tuổi, em sẽ không làm ca sĩ nữa. Nếu như ngày đó, Sơn Tùng nghe lời của bố mẹ chạy theo con đường kinh doanh, có lẽ bây giờ không ai biết đến cái tên Nguyễn Thanh Tùng, cũng không có biệt danh Sơn Tùng MTB. Năm 2012, Sơn Tùng nổi lên như một tài năng trẻ đầy triển vọng trong làng giải trí, khi cơn mưa ngang qua bất ngờ gây bão cộng đồng mạng vào năm 2011. Bố mẹ chỉ muốn con trai mình đi theo ngành kinh tế, nhưng Tùng lại muốn mình được thỏa mãn đam mê với con đường âm nhạc. Không ít lần, Tùng đã phải cãi nhau với bố mẹ chỉ vì bị cấm ca hát. Tốt nghiệp cấp 3, một thân một mình đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh và không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Tùng đã phải sống nhờ ở gia đình chú dì trong một ngôi nhà chật hẹp. Nhiều lần anh đã nảy ra ý định bỏ đi niềm đam mê để về Thái Bình bán quần áo cho bố mẹ. Nhưng suy cho cùng, Tùng thích hát, cũng lỡ bước chân vào Sài Gòn rồi thì tại sao không làm thử một lần xem sao. Tùng nhớ lại quãng thời gian tập tành để được vào nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Anh được yêu cầu hát thử bởi hai người thầy của nhạc viện, lúc đó là Tạ Minh Tâm và một thầy trẻ khác. Nghe xong hai thầy liền nhìn nhau lắc đầu, hát này thì khó mà vào nhạc viện. Biểu diễn trên sân khấu Việt Nam Idol, Tùng hát ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua và nhận được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Tháng 11 năm 2012, chàng ca sĩ gốc Thái Bình ký hợp đồng độc quyền có thời hạn 5 năm với hãng thu âm Van Production. Anh chính thức bước chân vào con đường hoạt động chuyên nghiệp với nghệ danh là Sơn Tùng MTP, viết tắt là âm nhạc, tài năng và phong cách. Một năm sau, MTP lần lượt tung ra các bản hit như Nắng Ấm Xa Dần, Đừng Về Trễ và Em Của Ngày Hôm Qua. Ba bài hát đó đã thu được 100 triệu lượt nghe trên Zing MB3 chỉ trong vòng 3 tháng. Đến thời điểm này thì bố mẹ của Tùng mới có niềm tin vào con trai mình. Họ bắt đầu ủng hộ và không còn hoài nghi về những việc Tùng làm. Riêng ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua đã trở thành một hiện tượng trên ITV. Tên tuổi của Sơn Tùng cũng được nhiều người biết đến hơn, nhưng mối quan hệ giữa Tùng và V Production lại có dấu hiệu rạn nứt. Mặc dù thành công với MV đầu tay, nhưng Sơn Tùng lại bị tố bắt chước phong cách của một ngôi sao Hàn Quốc, cụ thể là G-Dragon. Anh cũng bị tố đạo nhạc với ca khúc Now của nhóm Troublemaker. Bị công ty quay lưng, lần đầu đứng trước anti-fan, lần đầu bị nhiều người chê bai và chỉ trích. Suy nghĩ tiêu cực đã đưa Tùng rơi vào trầm tư và nảy ra ý nghĩ từ bỏ sự nghiệp ca hát. May mắn lúc đó Tùng đã có gia đình làm chỗ dựa và động viên. Một ca sĩ trẻ chỉ vừa bước sang tuổi 20 đã phải hứng chịu nhiều áp lực, những đả kích, phải rơi bao nhiêu nước mắt vì phải khóc không biết bao nhiêu lần. Phải mất vài tháng anh mới vượt qua được giai đoạn tiêu cực này. Ông bầu của W Entertainment lúc đó đã bắt đầu để mắt tới Sơn Tùng, giúp Tùng giải quyết những lùm xùm đạo nhái và mời Tùng tham gia bộ phim Chàng Trai Năm Ấy. Hai ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về và Không Phải Dạng Vừa Đâu cũng được ra mắt trong thời gian đó. Còn Tùng thì chính thức về một nhà với W Entertainment. Lần này, các ca khúc của Tùng cũng bị tố là đạo nhạc. Nhưng đối với Tùng thì những lời chỉ trích đó không còn đáng sợ như thời điểm năm ngoái. Bộ phim Chàng Trai Năm Ấy cũng lấy đi không ít nước mắt của Sky và một số Sky phong trào thời điểm đó. Live show MTP Ambition đầu tiên được tổ chức ở hai miền Nam Bắc. Đối với nhiều người, MTP Ambition là một sự kiện âm nhạc thành công vì nó thu hút được đông đảo lượng khán giả. 8.000 vé được bán hết chỉ trong vòng 2 tuần. Nhưng với Tùng thì chưa bao giờ hài lòng với nó. Anh luôn khao khát với một sự kiện lớn hơn, hoành tráng hơn dành cho riêng mình. Ở tuổi 22, một quyết định táo bạo đã đến với Tùng khi anh tách ra để thành lập công ty. Dùng số vốn đã kiếm được để tạo nên MTP Entertainment. Ai cũng nói Sơn Tùng ảo tưởng, một lượng đông đảo anti-fan chê bai. Nhưng khao khát của giọng hát Chắc Ai Đó Sẽ Về vẫn còn ở đó. Thành công sớm ở độ tuổi rất trẻ, giọng ca Thái Bình đã rất nhiều lần bị chỉ trích là đạo nhạc, bắt chước phong cách. Và cũng chính chàng trai ấy cũng phải tự mình đối mặt với những áp lực hơn người bình thường. Nơi Này Có Anh được ra mắt vào đúng dịp Valentine vào năm 2017. Đây cũng là MV thành công nhất của Sơn Tùng được phát hành trên mạng xã hội YouTube. Một MV mà kể cả người độc thân nghe và xem xong cũng đột nhiên thấy yêu đời đến lạ thường. Và rồi là Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh
tất cả đều thành công ngoài sức tưởng tượng. Điều này đã thôi thúc Sơn Tùng tìm kiếm một sân khấu lớn hơn dành riêng cho mình và MTP Entertainment. Dự án Sky Tour bắt đầu từ năm 2019, Tùng được thỏa mãn với sân khấu lớn hơn trên khắp Việt Nam. Người yêu quý Tùng ngày càng nhiều, người từng ghét Tùng cũng chuyển sang yêu quý vì tài năng của anh ấy. Sơn Tùng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 26. Nổi tiếng bao nhiêu thì cũng có nhiều người soi mói bấy nhiêu. Kể cả đến chuyện đời tư hay chuyện tình cảm, Tùng yêu ai hay chia tay ai cũng là tâm điểm để cộng đồng mạng mang ra bàn tán. Năm 2022, dự án tiền tỷ There Is No One At All của Sơn Tùng MTP cũng bị bốc hơi trong một nốt nhạc bởi vì nội dung của MV mang một ý nghĩa tiêu cực, phản cảm. Và nếu như đúng như lời Sơn Tùng nói về việc dừng lại ca hát ở tuổi 30, thì Making My Way chính là sản phẩm cuối cùng khép lại hành trình sự nghiệp đầy ắp vinh quang. Cùng với đó là không ít những giọt nước mắt ở những thời điểm thăng trầm, tất cả đều khép lại với giọng ca người Thái Bình. Nếu như bạn xem video này vào đúng ngày mùng 5 tháng 7, thì đừng quên gửi lời chúc mừng tới sinh nhật Sơn Tùng, một tài năng trẻ đầy khát khao và có được hai chữ trọn vẹn trong hành trình sự nghiệp.